tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ chính định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tám thắng xứ chính định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ chính định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tám giải thoát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tám giải thoát, chẳng phải trong tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong chân như của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tám giải thoát, chẳng phải trong chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải trong pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tám giải thoát, chẳng phải trong tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tám giải thoát, chẳng phải trong tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong chân như của tám giải thoát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tám giải thoát, chẳng phải trong chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng phải trong pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám giải thoát, chẳng phải trong pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Kiều thi ca, chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn niệm trụ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ, chẳng phải trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
Chẳng phải trong chân như của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn niệm trụ, chẳng phải trong chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải trong pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ, chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ, chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng phải trong chân như của bốn niệm trụ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn niệm trụ, chẳng phải trong chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải trong pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp môn giải thoát không có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong chân như của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong chân như của pháp môn giải thoát không có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải trong chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát
thoát không? Chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của năm loại mắt có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sáu phép thần thông có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc năm loại mắt, chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông. Chẳng phải trong chân như của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của năm loại mắt, chẳng phải trong chân như của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của sáu phép thần thông, chẳng phải trong pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải trong pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của sáu phép thần thông, chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc năm loại mắt, chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông, chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc năm loại mắt, chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông, chẳng phải trong chân như của năm loại mắt có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của năm loại mắt, chẳng phải trong chân như của sáu phép thần thông có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của sáu phép thần thông. Chẳng phải trong pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của năm loại mắt, chẳng phải trong pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của sáu phép thần thông. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của mười lực của Phật có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc mười lực của Phật, chẳng phải trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải trong chân như của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của mười lực của Phật, chẳng phải trong chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
Chẳng phải trong pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của mười lực của Phật, chẳng phải trong pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc mười lực của Phật, chẳng phải trong bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc mười lực của Phật, chẳng phải trong bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải trong chân như của mười lực của Phật có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của mười lực của Phật, chẳng phải trong chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải trong pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của mười lực của Phật, chẳng phải trong pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Kiều Thi Ca, chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp không quên mất có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tánh luôn luôn xả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều Thi Ca, chẳng phải trong pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp không quên mất, chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong chân như của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong chân